6 cách đầu tư bất động sản hiệu quả, vốn đầu tư nhỏ lợi nhuận cao. Phần 3, 5, góp vốn đầu tư. Bất động sản là loại tài sản có giá trị cao, để đầu tư thường đòi hỏi phải có một số tiền ban đầu rất lớn. Vì thế, góp vốn chính là cách đầu tư bất động sản hiệu quả khi bạn có nguồn vốn eo hẹp. Chưa kể, nếu đối tác là người am hiểu, có kinh nghiệm sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hợp lý hoặc chia sẻ rủi ro nếu việc kinh doanh không thuận lợi. Dưới đây là một số lưu ý khi bạn có ý định chung vốn đầu tư bất động sản. Hợp tác với người thân quen, có độ uy tín nhất định, làm hợp đồng rõ ràng về tỷ lệ góp vốn và mức lợi nhuận được hưởng, tìm hiểu kỹ về dự án, chủ đầu tư, pháp lý. 6. Sở hữu một ngôi nhà riêng. Cách đầu tư bất động sản bền vững nhất là sở hữu một căn nhà riêng cho bản thân. Bạn có thể lựa chọn vay vốn ngân hàng và trả lãi hàng tháng trong trường hợp có nguồn thu nhập ổn định. Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của bản thân, bạn có thể tạo ra giá trị nếu sử dụng đúng cách. Căn nhà không chỉ để ở mà còn có thể kinh doanh hoặc cho thuê lại. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng tầng hầm, sân nhà, garage, gác xếp, phòng riêng trong căn nhà để cho thuê lại. Vào ngay gulen.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.